Con xin tính nhờ ban tổ chức chuyển tới camera của thầy Hạnh Phú ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh Phú có câu hỏi ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Âm, xin cho mẹ con một lời khuyên. Hiện tại mẹ con cũng có mặt trên Zoom ạ. Mẹ con năm nay 83 tuổi, đã bị ung thư 4 năm rồi. Con là con dâu, con đang ở chung với mẹ con. Con cũng là trưởng nhóm cộng tu, hàng ngày con có hộ niệm, con cùng ban hộ niệm cho mẹ con được hơn 2 năm nay rồi. Nay mẹ con muốn về quê, tại hiện tại là con sống ở Lâm Đồng, mà quê của mẹ con là ở miền Bắc. Mẹ con muốn về thăm anh chị, các con, các anh chị em của bên phía chồng, tức là anh, những con trai, con gái á. À, nhưng mà con biết rằng mẹ con rất là yếu, sợ về đó rồi á, là có thể bị mất ngoài quê luôn. Hơn nữa là phía chồng của con á, là không ai biết tu hết. Họ còn ăn ngũ tăng, rồi sát sanh, rồi còn những chuyện thế gian. Vì thế mà con rất lo cho cái huệ mạng của mẹ chồng con, sợ về đó rồi sẽ mất con được vãng sanh. Mà con thì con dâu con khuyên không được. Vậy con kính nhờ lão cư sĩ Âm có lời khuyên cho mẹ con. Hiện tại mẹ con đang có bệnh sớm mà A Di Đà Phật, mẹ con cũng bệnh ung thư 4 năm rồi. Mẹ mình đâu rồi, có thể cho dám nhìn chút được ta không? Mẹ mình có tình cảm tha thiết như vậy là quý lắm đấy. Nhưng mà nếu mẹ lo vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lưu lại tướng đại lành rồi, thì nó còn quý hơn gấp vạn lần. Trong tình cảm nhân gian đó mẹ ơi, phải mẹ đó không? Không phải tôi, không phải gì tôi. Bệnh ung thư 4 năm, nếu mà đi vào cái giai đoạn cuối rồi thì quyết chí niệm câu A Di Đà Phật. Nếu thực sự trong gia đình mình có nhiều người không tin Phật Pháp, thì một người không tin mình phải tăng cường độ tin của mình lên. Nếu mà hai người không tin mình, tăng cái cường độ tin tưởng của mình nhiều hơn nữa. Nếu mà nhiều người không tin mình, quyết lòng niệm Phật đến cùng để vãng sanh. Khi vãng sanh xong làm cho người nhà của mình ngỡ ngàng, giấc mình tỉnh ngộ, may ra trong cơn tỉnh ngộ đó người nhà của mình mới giác ngộ con đường siêu sanh để cùng nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Giả sử như người nhà của mình không tin, tiếp tục đi con đường đó là không sao. Mình về Tây Phương Cực Lạc rồi thì mình không tử không sanh. Nếu một vạn kiếp sau mà người nhà của mình bị đọa lạc, mình vẫn có thể đi tới từng người tìm cách giúp đỡ họ, cứu độ họ. Đó mới là người thực sự ngộ ra con đường thành tựu cho mình, giúp đỡ được người thân. Nếu vì người thân mà mình bị khổ nạn, thì một vạn năm sau mình còn khổ nạn, và một vạn năm sau thân bằng quyến thuộc của mình tiếp tục bị nặng như vậy, thì hỏi người mẹ của mình ơi, làm sao có thể cứu nhau đấy? Chính vì thế mà theo như Diệu Âm nghĩ, nếu thực sự có một người con là trưởng ban hộ niệm, xin mẹ mình nghe lời người trưởng ban hộ niệm đi, quyết chí vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, quyết thề rằng là hàng ngày tại đất nước Việt Nam mình có người vãng sanh, thì có chi mình không quyết lòng đi vãng sanh thành Phật trước. Thành Phật rồi thì nhất định bà con thân nhân bên ngoại bên nội gì đó, mình vẫn có thể quan hoài giúp đỡ trong những đời kiếp sống.
và về Tây Phương Cực Lạc rồi mới thấy hàng vô lượng vô biên thông bằng quyền thuộc của mình đang ở những cảnh vô cùng tối tăm, vô cùng khổ nạn, nhìn thấy mà rơi nước mắt đấy. Như vậy nếu có tâm đại từ đại bi, không còn con đường nào khác là quyết chí niệm Phật trở về Tây Phương. Chỉ còn có cái con đường này thôi mới giúp cho mình thoát nạn. Chỉ có còn con đường này thôi mới giúp cho mình thành Phật. Chỉ có con đường này thôi mới có thể giúp đỡ quan hoại bà con dòng họ của mình. Ngoài con đường này ra thì khổ nạn trùng trùng, lúc đó ai chịu nấy, không ai cứu được mình cả. Đúng không thầy Hạnh Phú? Đúng không bác Bửu Bối? Bác gì đó? Bác Bửu Bối đó. Đúng không? Nhất định khuyên mẹ mình quyết tâm quyết chí buông tất cả ra niệm A-di-đà Phật, quyết trở về Tây Phương Cực Lạc, quyết làm nhân chứng cho gia đình mình là mẹ đi vãng sanh đây, tôi đi vãng sanh đây, ông bà cha mẹ ơi, tôi đi vãng sanh đi, con cháu ơi, hãy nghe lời đi, làm gương cho con cháu, để con cháu ngộ ra, quyết lòng trở về Tây Phương, cùng nhau thành đạo mơ tốt vậy. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân câu hỏi của thầy Hạnh Phú và tri ân phần trả lời của lão cư sĩ Thiệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.